Ok, xin chào các bác. Thì nay nhận được cái món hàng của một bác cũng trong nhóm mình thôi, nhờ mua hộ và test hộ. Đây là một con LG V50 đen. Gì đây? Không gửi. Thấy giá là cái gì? Không biết. Ok, sẽ bóc ra như thế nào đây nha. Các bác chưa bị bóc gì nhá. Bác ấy đóng gói vào một cái hộp rõ là to, có con V50 cái tí mà. Khá là chắc chắn các bạn. Tại sao phải quay clip này? Tại vì đây là test hộ, cho nên là phải quay từ đầu đến cuối xem là nó có vấn đề gì không. Đó. Còn một mớ nữa các bạn. Ở đây. Rồi. Đây. Đây là cái con LG V50. Đó. Vào đây đã. Đây, yêu sổ rồi bác. Ở chơi một cái đây gọi là cái bão ôn. Rồi, có một con V50 vào cái ốp thôi, không có phụ kiện mà. Ok. Rồi, cái ốp này, các bác nhìn thấy cái ốp. Ốp vãi cả trưởng luôn. Thôi nhưng mà không phải review cái ốp nhé. Cái ốp thì phải nói là kinh khủng. Nhưng mà cái ốp này mở ra như nào? Lần đầu tiên sử dụng cái ốp nó kinh khủng như thế này, cho nên là chưa biết mở các bạn. Chết mẹ rồi. Không sao mở ra được đấy. Trời ơi. Cái ốp vãi cả luôn. Có ốc gì không nhỉ? Ốc vít gì không nhỉ? Không, không có ốc vít gì cả. Chắc cũng chỉ có lệ mạnh nó ra thôi. Đúng rồi, lệ mạnh nó ra các bạn. Sợ quá, bước nào mà dùng cái ốp loại này. Đây ốp gì đây? UG này, UG Pro này. Thì phải nói là cái con máy nó được bảo vệ chắc chắn lắm. Cái này có mà rơi thoải mái không vỡ được. Đấy, trời ơi. Ôi trời, gỡ được ốp mà gần chết các bạn. Đây ốp này, còn mặt trước bảo vệ cái điện thoại này. Trời, nhưng mà cái này thì nó bằng mica thôi, nó sẽ nhanh xước thôi, nhưng cái này mà dùng thì cũng hơi bất tiện. Rồi, vào đây cái ốp không quan trọng đâu. Rồi, đây là con máy. Đây thì em sẽ xem cái bề ngoài nó trước, nhất là cái cổng sạc thì hơi xước tí rồi, cái này thì không tránh khỏi. Tại vì hàng em sẽ cho gần lại tí các bác nhé. Hàng 99% thì không đỡ được rồi. Hoặc 98% này dùng lâu rồi. Rồi, các cạnh. Cạnh này luôn. Cạnh trên. Không vấn đề gì. Cạnh phải. Nói chung là cũng không xước mấy các bạn. Xước mỗi tí cổng sạc thôi. Nói chung là máy ngon. Em sẽ lấy cái khăn lau đi bác. Rồi. Đây là mặt sau này các bác. Mặt sau thì sức dăm nhiều rồi. Em thấy này. Đây các bác có thể thấy là cái cụm camera này. Nó cũng đây, hơi xước tí này đấy. Các bác nhìn thấy dính điện đấy. Chút là xước như này thì nó vẫn chưa hẳn vào cái camera, vẫn có thể dùng được. Đó. Đấy, các bác nhìn thấy không? Hơi xước ra một tí thôi. Cụm vân tay này, có chấu này. Rồi, đấy là mặt sau. Đây sẽ là mặt trước. Đây, em cũng lau khá kỹ rồi. Thì mặt trước cũng sẽ bị xước răm thôi. À, mấy các bác có nhìn rõ không? À, nó cũng xước răm răm tí. Nó không sao, xước này chấp nhận được. Và như em nhìn thấy dưới ánh điện ấy, thì máy này không phải là máy ép kính nhé, máy ngon, màn zin, không phải ép kính. Độ hở của cái màn trước này cũng có đấy, nhưng mà độ hở này như thế này là chấp nhận được. LG nhà mình nó hoàn thiện hơi kém mà. Rồi, bật máy lên xem thế nào. V50 em trong khi chờ nó khởi động, nó sẽ đi lấy cái sim nhé các bác. Để cái sim
Rồi, xin đây rồi. Đó, nó khởi động xong rồi này. Chúng tôi mới lấy cái sim thôi. Chỉ thử cái sim cho vào trước cho nó ngon lành không. Rồi. 32%. Rồi, em cứ cắm cái sim vào đã rồi test cái thứ sau. Đây, em cắm một cái sim Mobi. Đó, các bác thấy nó cái màn hình nó bên cái hàng zin ấy nó sẽ bị trượt. Tại vì cái lớp nano của nó vẫn còn ngon nên nó sẽ bị trượt thôi. Đây, lắp cái sim vào. Ok man. Rồi, đang là tìm sim rồi. Tắt cái xoay đi này. Cho màn hình sáng lên một tí. Có đang là setup mấy thứ linh tinh mà các bác. Thì trước tiên sẽ vào kiểm tra cái màn hình trước xem thế nào. Và xem con này là mã gì đã nhỉ. Ôi, như máy Hàn à? À quên, máy Mỹ à? À, máy Hàn. Rồi, ok. Sẽ kiểm tra sao. Sao thằng 5, 4, 6, 3, 6, 8 thằng sao 500. Ok. Đây, mình sẽ kiểm tra được cái màn hình trước này. Xem là pin này. Pin này các bác. Thì cái con này cũng sử dụng khá lâu rồi, 273 lần sạc rồi, nhưng cái xung số này cũng chỉ để tham khảo thôi nhé. CD này. Đó, cái này thì em phải nhìn thật kỹ. Đó, các bác muốn mà test cái máy thì cũng làm nhanh thôi, nhưng mà các bác phải nhìn kỹ nhé. Như con này chưa thấy lưu ảnh gì. Năng phải nhìn rất là sát sát vào đấy các bạn. Ok, xem có điểm chết hay là lưu ảnh hay là loang màu gì không. Đó, các bác có thể thấy không, nói chung là con máy này còn các màn hình còn ngon nhé. Đấy, chưa đi chưa có vấn đề gì. Rồi, test sơ sơ thế là được rồi. Rồi sẽ test cái áp suất xem thế nào. Áp suất này. Cái này thì cũng không quan trọng cho lắm đâu, nhưng mà cứ test thôi, xem nó còn hay không thôi. Các bác nhớ test áp suất thì nhấn bóp như này nhá. Rồi chờ em xíu. Nhấn này. Đang là 1007.6 nhá. Đó, lên chấm 9 rồi, xuống rồi. Đó. Chắc các bác có nhìn thấy rồi đúng không? Đó, như thế là còn át rồi. À, nó không nhảy nhiều nhưng mà nhảy như thế là ok. Còn là được rồi. Thế cái gì đây nhỉ? Rung này. Rung át này, ok. À, cái camera sau này. À, cũng ngon đấy. Cái này thì tí nữa mình vào trực tiếp camera mình kiểm tra. LED này. LED test này. Chờ tí xem là đây. Sẽ kiểm tra xem cái LED đèn 5G còn không. Ok, còn này. Trắng này. Đỏ này. Còn nhá. Xanh này. Blue này. Ok. Đèn còn. Cái này này thì phải có cái màn hình phụ vào thì mới test được, cho nên là như thế này em nghĩ là còn thôi. Ok. Test cái quên test cái cảm ứng, quan trọng là cái cảm ứng. Đây. Rồi các bạn nhìn này. Xem có cái bị điện nào chết không. Đó. Ok, như thế này ok rồi đấy. Ok,
Ok. Rồi test sơ sơ thì cảm ứng ok. Chờ là tí. Rồi. Cảm ứng rồi, âm thanh nữa. Cái này thoát ra ngoài và cái này nó nhận tắt này đi. Nhận nhận sim này nhá. Các bác nhìn thấy này, nhận sim. Nhận sim, nhận 4G luôn rồi nhá. Là có chữ LTE này. Đó, cho nên là sim ok. Đó, sẽ thử test thử cái loa xem nào. À, ok, loa ngoài ok nha, có bị rè không? Không bị rè, không bị rè, thật luôn cái loa trong. Ok, loa trong ok. Đó, cảm biến tiếp cận này, ok nhá, tiếp cận ok. Ok. Rồi, ok. Lo ngoài, lo trong, ok. Như thấy con máy này là còn ổn đấy. Em mới test sơ sơ thế thôi, không còn cái gì test không nào. À, vân tay, quan trọng là cái vân tay. Vân tay này. Thế cái vân tay xem thế nào các bạn. Đây. Vân tay như này là còn rồi. Ok. Rồi thử mở khóa vân tay xem nào. Nào, 1 2 3. Ok, mở. 1 2 3. Ok. Giờ với test cam nhé, test cam trước cam sau. Đây là cam trước này. Cam trước này, lấy nét này. Ok. Để nét nhanh. Rồi, trước này ok. Tiện bật flash chụp luôn xem thế nào. Ok. Flash bật ổn. Cam trước này. Đó, các bác có thấy không? Cam trước này. Góc gần này, góc rộng này. Đó, ok nhé. Rồi, quay lại. Em sẽ thử quay phim một lát xem nào. À không, bật cái 4K lên quay phim cho nó hoành tráng. Đó. Bật 4K rồi nhé. Quay phim kèm flash luôn. Đó, đang quay phim này. À, nói chung là các bạn, con V50 này em thấy quay phim vẫn sướng hơn cái con G8 vì chống rung của nó ổn hơn. Đây các bác nhìn thấy này. Độ chống rung của nó tốt hơn. Đó. Cái clip có thể nó sẽ khá là dài vì đây cũng là một clip mà hướng dẫn các bác nào mà chưa biết cách cắt máy thì cũng thử test đi cho một tí xem thế nào. Đó. Đây các bác từ từ nhé, em sâu lại. Đây là cái pin này đang ở lúc em khởi động lên nó tầm 30% thì phải, thì bây giờ đang là 28% để LTE nhé, và sẽ thử quay phim 1 2 phút xem nó thế nào. Quay phim 4K luôn nhé. Đây các bác nhìn thấy 4K luôn nhé. Đó. Đây, các bác nhìn thấy này, quay phim 4K luôn nhé, 60 fps, bật flash luôn. Rồi, quay phim sẽ thông trong tầm khoảng là 1 2 phút đi. Này, nó có cái thông số ở trên cái camera mà, cứ quay đi. Đấy, các bác mà muốn test pin ấy, thì cũng cũng phải phải làm, bắt đầu thì cũng làm như này thôi, chứ pin cũng phải dùng một thời gian mới biết được chứ. À, dùng một lát như này cũng chưa có thể chắc chắn được, nhưng mà cứ test như này đi, à, xem nó có bị sập nguồn hay không, hay vấn đề gì không. Đó các bạn thấy không? Công nhận con V50 này quay ổn các bạn, quay quay em thấy là nó quay sướng hơn cái con G8 em đang dùng, nhất là về mặt chống rung và cái tia độ chi tiết nữa các bạn này, ta thấy không? Quá tuyệt vời luôn, nhìn sướng lắm. Cho nên các bác nào mà làm vlog hoặc làm liên quan đến quay phim nhiều thì các bác nên chọn con V50 hơn là con G8 nhé. Đó. Quá đẹp luôn. Đây các bác quay thằng con LG này cho các bác xem. À. Quá kinh luôn. Em sẽ quay 2 phút nhé, xem nó tụt phần trăm pin như thế nào.
Thực ra thì em như em cảm nhận dùng cái là biết ngay mà pin nó tụt nhanh là biết ngay mà. Nhưng mà đấy là các bác nào dùng lâu năm thôi chứ còn mới dùng thì có khi không biết được đâu. Này, các bác nhìn thấy này. Cái vân rất là già này. Đó, tuyệt vời luôn. Quá đẹp. Công nhận con V50 này được. Nó lấy đắt tốt. Nhiều con em thấy là nó lấy đắt chậm lắm. Đây, chỗ này cháy sáng này. Đó, các bác thấy không? Đó. Được. Đã gần được 2 phút rồi. 50, 51, 52. Đó. Soi này, soi các thứ này. À, các bác thấy không? Soi các thứ nét thật. Đó. Rồi, 2 phút. Tắt. Đây, các bác thấy không? 2 phút này, nó giảm xuống còn 26%. Có nghĩa là 1 phút sẽ hết 1% pin. Thì rất là ổn rồi. Và cái độ nóng của nó thì đương nhiên nó sẽ nóng rồi. Các bác có thể thấy này, nhiệt độ trong phòng em đang đang những 31 độ như này. 31 độ không có quạt, đang phải quay này không có quạt nên là máy nó khá nóng. À, như vừa rồi thì các bác có thể thấy là cái độ xước của cái camera này sau này. À, con này thì đúng là nó hơi xước RAM thật nhưng mà như thế này là chấp nhận được. Nó không đến nỗi mà đúng chính vào cái camera chính và em thấy là như cái chất lượng camera vừa rồi chúng ta thì cũng thấy ổn. Đấy, em sẽ làm quả chụp ảnh nữa xem thế nào. Chụp ảnh lau đi đã. Đấy, lau đi phát. Rồi. Làm quả chụp ảnh nữa xem thế nào. Đây. Đấy, chất lượng ảnh đây. Đó. Như thế là ổn rồi. Đẹp. Chi tiết rõ ràng. Ok. Rồi, và sẽ thử cho các bác biết được là xem nó có sạch nhanh không nhé. Tại vì cái máy này không có cái phụ kiện sạc cáp đi kèm cho nên em đang dùng cái một cái sạc của Apple nhé, có sạc nhanh luôn. Này. Rồi, các bác phải chờ tí xem nào. Này. Này. Phát sạc nhé, có sạc nhanh nhé. Và cái độ đây, các bác có thể thấy cái độ 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 nháy của màn này, nhìn không? Đây. À. Độ nháy màn thì vẫn có đấy, hơi hơi. Đây, cho cái màn trắng trắng như các nhìn thấy đấy. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái độ nháy màn của cái con V50 này không? Thì đương nhiên là có, tại vì em đang chạm trên xuống đất. Thì giờ em sẽ bỏ chân lên nhé. Và vẫn chạm chân đất các bạn. Đây. Đấy, các bác có thể thấy này. Không chạm chân xuống đất nữa thì nó hết nháy màn luôn, chạm chân đất này. Đấy. Không chạm này, không chạm đất nhá, chạm này đó. Cho nên là cái việc nháy màn này thì nó ở bình thường thôi nhá, nó là gần như con V50 nào cũng bị. Cho nên là các bác mua ấy, bác thấy nháy màn này không phải lo lắng nhá, cái chuyện này là chuyện bình thường, miễn là sao nó có sạc nhanh là được. Này đó. Đó thì từ nãy giờ là cũng test gần hết cái máy này rồi. Phải dùng một thời gian nữa xem thế nào chứ bây giờ là mới thì nó cũng không 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 thể nào là test một phát hết các thứ được. Đó, cho là cũng tạm thời như thế thôi. Ok, như con máy này em thấy ok. Giá cả thì hai người tự thương lượng thôi. Chứ em chỉ là cái thằng test máy thôi đây. Logo 5G đang test máy có nhá, có phát sáng nhá. Đó. Ok. Rồi ok, chào các bác.